Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào sáng mai 20 tháng 10. Đây là kỳ họp đặc biệt được Quốc hội chỉ đạo với những điểm mới gì? Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị các nội dung gì để tham gia đóng góp vào các hoạt động của kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri trong tỉnh? Phóng viên thời sự có cuộc phỏng vấn với ông Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 lần này thì diễn ra trong một cái bối cảnh rất là đặc biệt với nhiều nội dung quan trọng. Vậy thì ông có thể thông tin tới cử tri trong tỉnh những cái điểm mới cũng như chỉ đạo của Quốc hội tại kỳ họp này. Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 diễn ra trong cái bối cảnh đặc biệt, đó là do tình hình dịch bệnh COVID vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Do đó một Quốc hội đã chỉ đạo đổi mới cái việc cách thức tổ chức cái kỳ họp lần này theo cái hình thức là vừa họp tập trung lại vừa họp trực tuyến. Trong đó chia ra làm hai đợt. Đợt một thì là Quốc hội sẽ tiến hành họp trực tuyến từ tòa nhà Quốc hội đến 63 điểm cầu trong cả nước. Các đại biểu Quốc hội địa phương thì sẽ dự họp trực tuyến tại các điểm cầu của địa phương. Và trong cái đợt một này, họp trực tuyến này sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 cho đến ngày 3 tháng 11 năm 2021. Và tại đợt họp này thì Quốc hội sẽ chủ yếu tập trung nghe các báo cáo, các tờ trình, thế rồi tiến hành thảo luận toàn thể và tiến hành thảo luận tại các tổ. Và đợt 2 thì họp tập trung tại tòa nhà Quốc hội từ ngày 8 tháng 11 cho đến ngày 13 tháng 11 năm 2021. Và trong đợt họp tập trung này thì Quốc hội sẽ tập trung chủ yếu là tiến hành thảo luận tại hội trường, chất vấn tại hội trường và biểu quyết thông qua các nghị quyết và các cái dự án luật. Với một cái kỳ họp như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cũng như các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh Bắc Giang đã có cái sự chuẩn bị như thế nào để chúng ta tích cực tham gia các cái hoạt động cũng như là nâng cao cái chất lượng hoạt động và đáp ứng cái sự mong đợi của cử tri trong tỉnh tại kỳ họp này. Trong bối cảnh Quốc hội vừa họp tập trung lại vừa họp trực tuyến, đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Giang và các đại biểu Quốc hội của tỉnh Bắc Giang đã có cái chuẩn bị, đã có những cái hoạt, có một số cái hoạt động để trước kỳ họp để góp phần vào cái sự thành công của kỳ họp lần này. Thì trong đó trước kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Giang và các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã có một số hoạt động như là tổ chức tốt các cái hoạt động tiếp xúc cử tri trong cái bối cảnh khó khăn như vậy. Nhưng mà đến thời điểm này là cả 9 trên 9 đại biểu của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành cái việc tiếp xúc cử tri trong tỉnh. Thì trong cái quá trình tiếp xúc cử tri này thì các đại biểu đã tiếp xúc với tổng số là trên 1.000 cử tri. Và qua đó có thể nói rằng các cử tri đã có rất nhiều những ý kiến gửi đến kỳ họp Quốc hội lần này. Và qua tổng hợp của đoàn, đến thời điểm này là các cử tri có ý kiến vào khoảng trên 40 vấn đề trên các lĩnh vực. Thứ hai nữa là đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 lần này lần đầu tiên đã có buổi làm việc với Ủy ban tỉnh và các cơ quan sở ban ngành của tỉnh để nghe, trao đổi thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2021 và những cái vấn đề đặt ra. Qua cái buổi làm việc này có thể nói rằng là Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan đã trao đổi, cung cấp rất nhiều thông tin cho đoàn đại biểu Quốc hội cũng như các đại biểu Quốc hội, và qua tổng hợp là có trên 30 vấn đề, gần 40 vấn đề, nhất là những cái vấn đề mà đang khó khăn, vướng mắc trong luật, trong nghị định, trong các thông tư hiện nay là cần phải gửi đến các đại biểu Quốc hội để đại biểu Quốc hội thông qua các diễn đàn Quốc hội gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Thứ ba nữa là trước kỳ họp, mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà đoàn cũng đã cố gắng dành thời gian hoàn thành cái kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách và pháp luật kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn. Có thể nói là với những cái hoạt động đó thì cho đến giờ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang và các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị được những cái nội dung, những cái điều kiện hết sức cần thiết và sẵn sàng tham gia các hoạt động thảo luận và quyết định những cái vấn đề quan trọng tại Quốc hội, góp phần vào sự thành công của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, đáp ứng cái mong đợi của cử tri. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.